Ăn cái gì? Cho cái mì quảng Đà Lạt đi. Rồi, ok. Rồi, ăn ngon miệng nha. Rồi, cảm ơn. Làm gì vậy? Tao mới trọng ra không có gì đâu mà lùn. Biết. Ê, ăn gì nữa không? Ờ, không. Bao nhiêu tiền vậy ông chủ? Thôi khỏi. Sao vậy? Mới ra phải không? Sao chú biết?
Lên đi, trời ơi có mấy khúc gỗ à, mấy anh khinh hoài không xong là sao trời. Chào anh tới thuê phòng hả? Ờ không, tôi tham quan thôi. Chị cũng thuê nhà ở đây hả? À không, tôi là người cho thuê á. Chị là vợ của anh Bảy. Bảy, anh mà nói vậy á, chồng tôi chém anh chết á. Tôi á là người quen của anh Bảy thôi. Anh bán hết cái khu này lại cho tôi, anh đi định cư nước ngoài rồi. Ờ, tôi xin lỗi. À, mà sao anh biết cái khu này vậy? Chị, căn nhà đó có ai thuê không chị? À, có. Có phải là cô gái trẻ đẹp, tóc dài, thường xuyên hay chơi đàn violon đúng không chị? À, cô này á, trẻ đẹp, nhưng mà tóc ngắn, cổ cũng không biết chơi đàn violon nữa. Thì ra là vậy. Ê, còn người nữa, vừa đẹp, vừa hiền. Ai vậy chị? Tôi nè. À, dạ, chị đẹp chị hiền lắm. Ờ, uống gì tôi mời. Tụi bay đánh, có mấy khúc gỗ mà khiêng hoài cũng không xong nữa. Khiêng lẹ lên không là tao tự luôn hết á. Không, vịt lộn dưới này là con nhất trời Đà Lạt luôn á. Thiệt không? Thiệt mà. Ông đi ăn với ai hả? Ăn rồi mà ăn có một mình chứ chạy. Phải ông đó. Ghen hả? Ghen hả? Ừ, ghen. Tại tôi biết là ông chị chỗ nào là chỗ vợ em. Bậy quá. Cô. Có. Cho con 5 chứng nha. Em gái, mua vịt lộn mang về hả? Qua đây nhậu với tụi anh nè. Nhậu qua nhậu lại nó mới vui. Nhậu hả? Nhậu cái đầu mấy ông á. Nè,
Sao chửi trên đầu trên cổ người ta vậy? Người ta xỉn rồi, kệ ta đi. Ủa, xỉn là được quyền bất lịch sự hả? Nè, tôi nói cho mấy ông biết nha, hộp vịt mà lộn á thì còn ăn được, mấy người mà lộn xộn là không sao với tôi đó. Trời, anh giỡn chút xíu làm dữ vậy? Chân dài, mặt thì đẹp, mà sao dễ quạo vậy em gái? Chân dài, mặt đẹp hả? Mấy người nhìn lại mấy người đi, lớn già đầu rồi mà nói chuyện như chị Châu. Nó nói gì vậy? Thôi hỏi em gái, nó chửi anh em mình là trẻ trâu đó. À dạ, dạ không có đâu mấy anh, ý bạn em nói mấy anh trẻ lâu quá, dạ trẻ trâu là em. Im đi, cái đồ nhát như thỏ đế. Nè tôi nói mấy ông á, chị Châu, chị Châu, chị Châu. Phải dạy cho nó bài học. Tất nhiên phải dạy rồi, nhưng mà không phải dạy ở đây. Mà đưa nó vô phòng trọ từ từ dạy nó mới hiểu bài. Không không không, mấy anh từ từ thôi mấy anh. Hai thằng kia, hai thằng bay mặt dài như vậy mà đang hiếp một đứa con gái với một thằng con nít hả? Dạ anh gì ơi, dạ em lùng lùng vậy thôi chứ em lớn rồi, em có mấy cái râu chứ. Coi giỏi anh hiếp tao nè. Mày là ba của hai đứa này. Không phải, tao là ba của hai đứa mày. Con hư thì ba phải dạy. Này nó ngon. Đi 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 mày, mày. Ê, nó sợ, nó sợ. Nó sợ kìa. Đồ thích đi. Một ngày con sẽ hiểu.